Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Người già công ty vẫn được quốc tịch Mỹ, văn phòng quốc tịch Mỹ 714-756-0964 Thưa quý vị đi xa rồi đến chung Trung mình mới thấy cái chuyện mà bo tiền tip á Nó khá là vô lý Bởi vì mình sang châu Âu, anh sang đi châu Âu, châu Á Đặc biệt là ở Nhật họ cung cấp dịch vụ mà khủng khiếp luôn. À, đến ăn một cái nhà hàng mà cái người hầu bàn, người phụ nữ đó khi mình nhờ cố đón dùng một chiếc taxi để chúng tôi về lại khách sạn đó, thì cái người đó trời mưa cầm cái dù cho chúng tôi, cầm cái dù cho chúng tôi và yêu cầu chúng tôi đừng bước ra ngoài bị ướt. rồi tôi thấy kỳ quá, mình uh, theo người Mỹ mà. Tôi lấy cái dù tôi che cho cổ, cổ không chịu ấy. Có đó nó đừng có làm như thế cô không chịu thì cũng cầm cái dù cho chúng tôi khi mà đón ra ngồi vào taxi rồi cô đứng ở ngoài cô cảm ơn và cô gặp cảm người xuống rồi. chào đứng ở đó cho đến khi taxi nó di chuyển đi mà Có tôi, bao thấy, là anh được đi tôi thấy xúc anh động vô cùng là người. cái đó người mình nhiều anh à, người nhiều người rất là bị sốc cái đó sốc sốc vô cùng họ đứng họ ra ừ. tới ngoài họ ừ. chờ chiếc taxi đi mà họ cúi gặp họ người anh mà trong một cái tiệm tôi thấy ừ. bình thường thôi cái, cái, cái tác phong của họ không ngoại quốc không chê được. Yeah. Anh có bao giờ anh được đi lăng quăng ở trong một cái, ví dụ như là cái lữ quán Rio cạn Dạ yeah, vâng. Nó có một cái vườn thiên nhiên của nó, yeah. xong rồi nó cũng có đá mấp mô. Yeah. buổi tối anh đi chơi với vợ con đi lang thang, và... yeah. dĩ nhiên là có đèn phải không? Yeah. Nhưng mà có bao giờ nhân viên chiếu đèn cho anh đi. À, <cười> <cười> vâng, cũng đến một cái khách sạn mà, à, khách sạn đó thì có một cái vườn rất là đẹp, vườn như là vườn Thượng Uyển vậy đó anh. Và chúng tôi không thể tưởng được Bởi vì khi bước ra đó là nhân viên đã chờ sẵn Họ dội đèn Mà thực sự đó cái vườn nó đã được có đèn rồi Đi đâu có đến độ mà mù mà không thấy đâu Mà họ vẫn dội đèn cho mình đi Cứ bước đi chừng 5-10 thước Lại có một nhân viên họ hướng dẫn Họ vẫn sợ mình trượt chân Mà cái đường đi đó là họ đã có một cái loại lót Để cho mình đi đừng có trượt chân rồi tức là nó không có chân trượt tí nào mặc dù rất là ẩm ướt à, vậy mà vẫn có nhân viên họ đứng cả họ đứng thế anh và có người đi tới đâu họ đi theo mình tới đó để mà họ bật cái đèn pin để mà dọi dưới chân cho mình đi à. có thể nói là cái cái tinh thần phục vụ của người Nhật ừ. chi tiết cẩn trọng và quan tâm ừ. nó, nó 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 hớp hồn du khách và cái 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 cung cách mà họ họ phục vụ cho mình nữa hay lắm anh ơi ở đây thì đó tôi nghĩ xem mà sang những cái tiệm Nhật đó mình thấy việc vào cái cả cả tiệm nó hét lên nữa oh, vào vào thì đó là tinh thần của Nhật sang Nhật mới thấy được đúng là cái tinh thần mà họ mang về California là như thế đây cũng cái tiệm cũng cho nên California có nhiều tiệm họ làm giống bên Tokyo, Nhật lắm, Nó đi theo cái kiểu bubble á. Truyền thống mà. Anh ở cái nhà hàng bắp gọi là bubble gum á, nó có làm vào. Mà họ nói nhà hàng sushi đó là khởi đầu từ Los Angeles. Lúc mà cái đoàn người Nhật từ thập niên 50 vào đây đó, là họ làm đến cái nhà hàng sushi đó, để mà họ nhớ lại cái hình ảnh ở Tokyo. Thì sang Tokyo mới thấy được. Nghĩa là họ vào cái lạ rồi cảm ơn, rồi nghĩa là niềm nở mà. Anh biết. Mà không, cuối cùng thì tiền tính bao nhiêu là bao nhiêu thôi. Mà anh thấy cái người không. Nhật đàng hoàng lắm. Để tôi kể cho một cái gọi đúng, là đúng, cái, đúng. Mánh, cái mánh, cái mánh à. không phải của người, người, Nhật mà của người Tàu. À. À, đây là có thật chứ không phải là phân biệt Tàu với ừ. Nhật gì cả. Anh đi vào nhà hàng Tàu, ừ. nhà hàng lớn đấy nha. Mà anh đi nhất là anh nó nhìn mặt anh như người waiter, nhìn anh đi với bò, đi với vợ. À. Y đồng cả hai và khi anh để tiền tiếp trên bàn nhiều mà anh trả cái bill xong rồi check xong rồi anh đi ra đó là tự nhiên anh sẽ nghe thấy ở bên trong nhà hàng từ phân xuất phát từ khởi đi từ chỗ anh đi ra đấy nó la lên chữ thật to ta phê là tức là đại bò. à đại bò, là có người tặng, tiền tiếp nhiều họ tạo cho một cái cảm giác như là hãnh diện vợ chồng vừa đi hay bồ tèo vừa đi ra nghe đằng sau mà không phải một người kêu một ta phê là xong rồi ừ. trước cửa Ngươi xe xe ta cố tình nói cho mọi người biết Đây làm gì có một điểm mà tôi thấy về vấn đề khác biệt văn hóa là mình suy nghĩ chứ sau khi mình đi một nơi rồi và mình suy nghĩ về mình đặt câu hỏi không biết đây có phải là nơi mình nếu mình mình sống mình có sống hay không thì tôi không sống ở Tokyo được no. yeah. không phải là vấn đề mà đời sống ngay cả mình có tiền nữa mình không phải chật vật để đi làm để sống tôi cũng không sống bạn biết tại sao không? là, tại vì họ kỷ luật quá đi, và đôi khi họ không có một cái sự giao tiếp như là người Mỹ. chắc mình quen với người Việt Nam với người thực sự người Việt Nam với tinh thần văn hóa cũng hơi người Mỹ ăn nói nhiều đó anh. tức là mình hay nhiều chuyện mình nói chuyện vui vẻ đó. sang Nhật mình không thấy cái cái đó. À, đi tới đâu thì thấy rất là yên ắng rồi mọi thứ nó kỷ luật và thấy thấy người dân trên đường có vẻ rất là khổ. tôi thấy tại vì trong lòng ai cũng phải lo đón xe cho đúng giờ đi làm và làm cực tôi thấy uh, uh, trên đường đi uh, đi ngang một cái tiệm massage thì có một cái anh buổi sáng chúng tôi đi rời khỏi uh, khách sạn mình đi đó thì thấy anh đứng đã đo đứng ở đó rồi là đứng gặp ai qua cũng chào để mà giới thiệu vào massage thôi anh biết chiều tối tôi về vẫn anh đứng vẫn đó thì cái 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 việc làm của người Nhật họ nói cái, cái cái văn hóa làm cho đến chết là như thế đó. mình mới hiểu được mà làm người, nhất là buổi chiều đi về thấy người nào người đấy mệt mỏi lắm và thấy cái đời sống nó 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 căng thẳng nhiều lắm cái khi mà xe xe điện mà nó chạy ngang cái building ở trong trung tâm của Tokyo yeah. tại building nhiều lắm cao lắm yeah. thì nó chạy ở trên cao mà nó chạy um, phong vòng vòng. có những là nhiều Nhà, kiểu xe xe anh sẽ, trên xe dưới anh sẽ thấy 8 giờ à? chiều tối rồi oh, à? vâng. mà những người mặc áo vest đen yeah, đúng. Như, nam như yeah. nữ vẫn ngồi làm việc Dạ. thế đúng. xong khi người ta ra khỏi sở là bắt đầu họ đi uống rượu đúng uống đúng. rượu xong họ dạ. đến tối mịt rồi về đúng. nhà thực sự cái nhà nó nhỏ quá đó quý vị đó là lý do tại sao ở Việt Nam mình không về nhà đó mình mới hiểu được đó mà ở Nhật cũng thế người ta không có về nhà nhà nhỏ xíu về làm gì về về là chỉ để tắm để ngủ thôi gặp vợ con sáng ra là rời khỏi những cái nhà chật trội như thế đó là lý do tại sao họ sinh hoạt hết rất nhiều đàn ông là mặc vest như thế về rời khỏi tiệm là đi vô tiệm nhậu ăn uống tới khuya có người gần nhà thì đi bộ về nhà có người thì nếu thậm chí có những người ngủ trên đường đường luôn Họ nếu anh tinh ý để ý, ý á, thì thưa anh là ngay cả trên xe điện anh đi làm hay là ừ. đi về mà. rồi trong nhà hàng anh ít khi nhiều người bảo là người nghiệp người nhật trông nghiêm túc quá nghiêm trang Đúng, quá. trong yeah. họ muốn tự cô lập họ, không phải. Còn khi mà niềm nở thì họ niềm nở bởi vì bởi vì công việc của họ, phải công phải. việc của họ. Yeah. Nhưng mà thật sự ra mà nói rất là chính xác, là đời sống quá mệt mỏi, quá mệt, mệt không có rồi. nụ cười. Yeah. Nhất là lúc mà họ thế đi làm quá. trên đường phố không ừ. có nụ cười. Thì thì làm sao anh là một người ngoại quốc, anh đến, anh đến Nhật để anh sống trong cái, cái cái tình huống, cái hoàn cảnh chung quanh như thế được, cho nên khó lắm. Ở bên này bên đêm mình đi làm mình cũng có những cái công việc rất là cực nhưng mà rồi đó mình về tới nhà nhà cửa đầu xa nó cũng rộng lớn rồi đường phố rồi ăn uống mọi thứ nó thoải mái hơn nhiều so với uh, trung tâm um, những cái màu sắc lòe loẹt nó chỉ là cái bề, bề ngoài thôi anh ạ à. nhưng mà bên trong nó chứa được bao nhiêu cái khắc khổ và đó cũng là lý do tại sao cái tình trạng mà tự tử rồi um, um, mệt mỏi bao nhiêu cái phần tài liệu nó nói về cái hoàn cảnh như thế, à, cái chuyện nó hoàn toàn chính xác ừ. khi mà khi mà nó cái tinh thần nó bị o ép và căng thẳng ừ. quá là nó như vậy thôi. Um, chúng tôi chỉ có um, cái, um, cái, cái 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 đề nghị đó nếu được, đó, cái vị uh, lẽ đương nhiên tour thì với những người quý vị cao niên hoặc cái vị lần đầu tiên tới nhật thì nhức đầu lắm làm sao đi xe điện với cái hệ thống. Chúng tôi đã từng đi xe điện bên pháp, bên uh, bên tây ban nha, đi đức đi uh, trung quốc cũng đi rồi nhiều nơi rồi nhưng mà không là bị choáng ngợp bởi cái hệ thống xe điện ở bên nhật kinh khủng luôn này càng ngày nó càng nhiều nó ghê lắm bởi vì anh chỉ cần đi sai một cái cổng thôi <laughs> là anh mệt mỏi cho nên lúc mà hướng dẫn á, nhờ cái google map họ hướng dẫn là quý vị đi tới cái địa điểm đó phải ra khỏi cái cổng được đề nghị đó cổng đông cổng tây cổng bắc cổng nam anh đi ra cổng tây thì anh phải đi vòng mà anh đi vòng nó xa khủng khiếp luôn cho nên anh phải ra đúng cổng nếu mà anh muốn tới cái địa điểm du lịch đó thì nội ngoài cái chuyện mà chọn lựa đúng cái tuyến đường thì ra khỏi cái tuyến đường đó mà anh bước đi ra một cái là người đó nghe như kiến đó có thể là anh Thụy tuổi còn trẻ còn nó khả năng mà như thế là trẻ tức là tự tìm kiếm ừ. mày mò. Tôi rất là thích tự nhưng tìm nhưng mà kiếm, anh dạ. anh có thể anh quên một điều là người Nhật họ rất tốt bụng nhá mặc dù là bận đi làm như vậy nhé ừ. trong cái túi cơm đó, sách tất tải làm như anh cần sự giúp đỡ họ biết ngay anh là người cần giúp đỡ họ sẽ giúp ừ. đỡ yeah. rất là tới nhiệt tình. Này, yeah. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý các tính giả và hẹn lại vào phần tiếp tục đó bật Kỳ Tới.